mong mang mong mang con thưa con càng bóng ra con hàng lõng bang bóng mong mang con lạc mong lan con càng lõng tang lõng càng bóng tang lõng mặt. Mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Trường Trái Châu, Trường Đẹp Trai nè. Quên chứ, tự nhiên nói nhỏ thôi chứ. Mày cứ quay sát tao hoài vậy mà đi ra. Em mới nghĩ là một cái màn tròn hay lắm mọi người. Em sẽ làm ảo thuật biến mất con Quyên, biến mất luôn. Nhưng mà thằng Nam phải hợp tác với anh. Mình không thấy con Quyên đâu hết. Ok chưa? Ok. Hai anh em mình không thấy nó đâu hết. Đừng có cừu nha mày, cừu là dễ bị lộ lắm á. Ok. Cứ quay sát mày. Ok, bây giờ mình qua mình rửa con Quyên nha. Quyên ơi. Gì? Con ạ. Cái gì? Nặng đi mày, điên hả mày? Coi cái màn ảo thuật đó ghê không? Quá đỉnh. Thiệt luôn, đúng kiểu nó đỉnh luôn đúng không? Đúng rồi. Tả Vân Nam coi một cái màn ảo thuật ở trên TikTok đó nha. Nó đặt cái con nhỏ nó ngồi lên ghế, xong cái nó làm nó đọc cái câu thần chú gì mà dài lắm mà tao nhớ rồi. Nha. Đọc xong cái câu thần chú đó là tàn hình biến mất. Mày đừng có điên, mày đừng có. Nghe tao nói nè. Ấy là bây giờ tao với mày với Nam cũng chơi thử, nhưng mà tao nói nè, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra mày cũng phải bình tĩnh, tại vì cái màn ảo thuật này là ảo thuật xong. Là nó có cách để giải luôn cái đó, là có nghĩa là nếu mày tàn hình là làm cho mày hiện trở lại luôn, đúng không? Chứ không có, đừng có quản mà mày làm mấy cái chuyện tầm bậy rồi tụi tao không có biết mày đang làm cái gì, đúng không? Tại vì tàn hình rung chưa? Mày là có tin vào cái tâm linh bậy rồi. Tao rồi, tim thử rung chưa? Nghiêm túc lại không? Ý là sao ghê quá, tao nghe ghê quá à. Lỡ tao biến mất luôn rồi mình. Đó thì giải đó, cho nên là mày phải hết sức bình tĩnh, hiểu không? Được chưa? Mình nghĩ không có thiệt đâu. Đi theo tao, đi. Đứng đây, cắt cái điện thoại đi. Cái màn tròn này của nó tàn hình lắm, tàn hình luôn cái điện thoại đó. Đây. Vô đây đi. Nè, ngồi xuống đây. Ngồi đâu? Từ từ, đứng ở đó. Lộn gì vậy? Nè, tao nhắc lại nè. Nè. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì cũng phải bình tĩnh nha. Bình tĩnh giải quyết, ý là không có quản lên, hiểu không? Tại vì cái này có nó trước lắm. Mở tóc ra đi. Mở ra. Ừ, thả tóc ra đi. Tháo mấy cái bùa phật này ra nè. Tại vì mình làm mấy cái này mình không nên có phật có bà ở đây, phải không? Tháo ra đi. Nhớ bình tĩnh nha. Tao sợ mày quản lắm á Quyên. Sợ nhất là mày quản á. Bình tĩnh. Nói tao biến mất á. Biến mất không? Thử thôi chứ làm sao biết được có biến mất hay không. Thấy trên mạng. Thấy trên mạng họ làm được. Đỉnh. Sao đỉnh? Ngồi bé ra, đừng có dựa lên cái đó. Rồi, ngồi vô nó ngang. Rồi, anh chuẩn bị anh đọc thần chú ở nhà. Ngồi yên ngươi nghe. Bình tĩnh nha. Rồi, đọc thần chú anh vừa cưa anh vừa đọc nha. Ok. Mong mang con thưa con càng bóng ra con hạt lõng bang bóng. Món mang con lạc món lan con cạc lõng tan lõng tạc bóng tan lõng mặt. Ngồi thẳng lên đi. Món lan con cạc bóng lạc bọc tạc lõng tạc bọc tạc. Ôi ôi lõng lan con cạc. Đây, giữ gì nữa nha. Rồi, chúng mình đọc thằng chú này, khúc này quan trọng nhất nè. Thì nó lại phọc thật lọc 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 em ông nghĩ gì? Thành công biết đâu? Thành công rồi. Thành công kiếm ở công ty nào rồi, thở đâu? Đi đi vào đây. Lượt đó thì kêu tác của tôi vậy. Nó tàn hình ở đó, nó phòng đây rồi. Rồi. Đã đi đường ba đây thì được. Mày đặt thử, mày cảm thấy có mày đặt
thử nó thở đau đau, đập thử. Xong rồi. Mi ơi, nếu mà em đang đập đi mà. Đập đúng không? Đúng không? Không có. Đập thử Quyên ơi, nếu mà ở Milan ở gần đây thì mình đi thôi, đập thử. Nè, con chốc chị đi. Có trời ơi. Ừ. Ghế không có luôn. Ghế không có luôn. Có nó đang ở đâu đây thôi. Chị. Không nghe gì luôn. Hả? Không nghe gì luôn. Nghe nó nói gì không? Chị. Con nghe được. Quyên ơi, Quyên. Con nghe. Quyên, ai xua tao vậy? Sao mày đánh tao chi vậy Nam? Tao đúng mày mỏ lắm mày luôn á. Em thề không quánh em đầu đầu luôn á. Đừng có quánh kia đó nha. Đừng có lợi dụng người quánh nha. Chị đem nôm. Bỏ mấy lùa mái tóc ở chân của con nè. Vậy vậy gì? Để tao cúng nè, để tao kêu Phật. Ừ, cắt mấy cái này đi nè, chứ lỡ lỡ Phật người ta thấy người ta nói á. Không có nên, cái nào không có nên nè, Phật luôn, cắt đi nè. Chị kiếm gì Quyên đi. Quyên. Quyên ơi, Quyên. Quyên. Chị nè. Quyên ơi. Quyên ơi. Quyên ơi. Quyên ơi Quyên. Con nghe cho nó ghế đâu ta? Quyên ơi Quyên. Con nghe được. Quyên ơi. Con nghe. Ủa? Cái đau luôn của em. Rồi sao? Tụi ba nói tao thiệt mà ba. Sợ đi. Đang hứa thử lòng cho mày. Mày hứa gì hỏi nghe không? Con nghe được. Con nghe. Ê. Dạ. Mẹ có thấy gì ạ? Không. Chị nghe được. Tụi ba nói là có sợ ba. Quyên ơi Quyên, đừng có làm như đừng có quậy hồn nha Quyên, hồi nãy tao nói mày rồi, hết sức bình tĩnh nha. Bỏ quân hồn quá. Bây giờ nè Quyên nghe tao nói nè. Phọc thật. Nếu mà có nghe tao nói mày lại mày bấm mày mở máy tính mày mở nhạc nghe thử. Mày mở bài con coi bé bé lên nghe thử. Biết mở không? Bỏ nghe đâu. Quyên ơi. Bỏ nghe đâu. Chắc nó không nghe rồi, nó đang làm ở đâu rồi. Nãy bỏ ngồi ghế mà nghe. Con nghe. Biết mở nhạc không? Trời đó. Nhạc cái chứ. Không, bây giờ mày giả bộ mày cắm cái thuốc lên mày đốt mày hút thử rồi Quyên ơi. Mày có nghe tao nói không? Có lọc hạt 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 hạt. Quyên ơi. Tao thấy nó cầm thuốc không nè, Quyên gói thuốc còn này mà. Mày nè, gói thuốc còn đó mà. Bà mở cái bóng không biết đâu. Không biết hút thuốc rồi. Quyên ơi. Nè, tôi nè. Ừ. Mà bây giờ tôi đang có sợ rồi mà. Mày sao đi? Tại mày có bụng ồn hả? Hả? Mày có bụng ồn rồi. Bây giờ tao quên. Tao biết rồi đi. Tao quên mất cái lời giải rồi nè. Mày còn, con nè. Nhưng em nhớ rồi. Mày còn cái video tăng không? Không còn. Chết rồi. À, có khách nè. Bây giờ mày lấy cái điện thoại mày quay thử, giả bộ quay thử có anh đây không? Được á. Nè, quay nghe mày quay nè, quay nè. Thấy anh không? Thấy. Không, không thấy. Quyên ơi, nếu mày đang ở đây thì mày lại gần tao hướng Quyên chụp hình đi Quyên ơi. Quyên ơi. Mày thấy luôn á. Đâu có thấy không? Không. Ôm chặt vô hướng Quyên ơi, mày có thấy tao không? Ôm mạnh không? Hung lên trái tao một miếng thử. Thấy mình anh à. Chết mẹ rồi. Bây giờ thử kêu hung anh thử thấy không? Cái camera mà không thấy là chết mẹ rồi. Xong rồi. Ui, hồi nãy giờ có thấy mở cửa không? Ê, khóa cửa lại đi chứ nó đi ra ngoài là chết mẹ luôn á. Nè, tao mở cửa lại bay. Khóa cửa lại, khóa cửa lại nè, em đừng có mở. Đâu có mở. Không mở cửa. Không mở cửa. Ok, đi. Bây giờ mình đi ra ngoài là nó biến mất luôn á, cái thân xác nó không có về nữa luôn á. Quyên ơi, Quyên. Bây giờ nhớ lại này, nhớ lại cái câu thần chú hồi nãy nè. Ok. Cái câu thần chú đó anh nhớ lại gì? Cái câu mà biến mình lại là gì ta? Xin nhận với anh kia con ra. Xin nhận quà, cây hồ cho con, cho nó biến con trở lại. Mình sợ thì lo lắng quá đi. Có khi nào sớm nhận nó ra ngoài rồi nó đi tự tử luôn không? Con nè, con mới tự tử. Con mới chạy con nước đâu, con này trường. Sao bây giờ Nam? Bây giờ anh sợ em đó nữa. Bây giờ em mày đừng có bày ngay từ đầu, mày đừng có bày anh chơi mấy cái trò này mày sao vậy? Nhưng mà sao thôi đủ em được mày là ai mà ngay từ đầu mày đừng có đủ anh chơi mấy cái này là rồi xong rồi đó. Bây giờ mày chịu trách nhiệm đi. Lên đầu luôn em nó lại là nó chi bây giờ sau đây bây giờ sao nè bây giờ bỏ mất tích rồi sau đây nó mày chết ngang ba má nó thiệt giết mày luôn á giết mày mà luôn á chết mẹ à, bây giờ sao ta. Bây giờ ba thì anh sợ rồi. Là anh sợ là nãy giờ nó đi ra ngoài cái nó mở cửa cái nó đi xuống dưới nó nhảy lầu hay nó làm gì đó nó quản đúng không? Không chắc bỏ tao nó quản không. Lỡ bỏ bỏ nhà cái đó bỏ đi theo trơ thôi. Lỡ bỏ nhà đó bỏ đi theo trơ luôn rồi sao? Có khi nào nó không có chạy đâu luôn á. Đi qua nhà hàng xóm nó qua nó coi. Nó qua bỏ qua chứ không mấy ông hàng xóm cái thằng đẹp trai bên kia đó. Đúng rồi. Mày qua hỏi. Chết mẹ. Chết rồi. Chết phù gia cư rồi. Sao vậy? Quyên ơi, bây giờ mày hát bài con cò bé bé tao nghe thử, nếu mà hình như cái bài nó tâm linh lắm nha. Không.
mà ừ đúng rồi. Gì cháu lên bay cháu. Bắt kim thang, bắt kim thang. Bắt kim thang đúng rồi. Bắt kim thang cà lan bí rợ. Đúng rồi. Kêu là kêu quá cỡ đó. Đúng rồi. Nếu mà Quyên ơi, nếu mà có nghe cái tiếng tao nói thì mày hát cái bài bắt kim thang tao nghe hả Quyên? Nếu mà mày hát, nếu mà mày hát mà tao nghe được á thì hay á. Hát đi Quyên, hát đi Quyên tao nghe hả Quyên. Tao nghe hả? Im lặng nghe Quyên hát không? Con cò ba ba. Không có. Nghe không? Nghe không? Nghe chắc liền luôn á. Nghe chứ bây giờ chỉ có tiếng bắt kim thang á, nó hát bài bắt kim thang á nghe hử? Đi nghe hử? Nghe không? Nghe giọng. Không, nghe giọng mới nói à. Ờ. Vâng. Nghe gì luôn. Thôi. Bây giờ suy nghĩ cách đi, suy nghĩ cách đi chứ đừng kiếp gì nữa. Ừ, bây giờ sao em? Như em nhớ hồi nãy có gì nó bỏ 500 hay mấy trăm vậy đi. Ờ. Không, nè. Gì ta, mới nghĩ ra cái gì nè. Ôi, rắn nghĩ hử, rắn. Ui, tự nhiên anh nổi da gà luôn nè em ơi. Thấy tao không, mày quay lại lên nè, mày thấy tao không? Ê, hay là bỏ đi theo cô Hậu cũng rồi. Ui, ui. Thôi, chết xong rồi, Nguyên rồi. Thôi tắt cam đi, có chừng đó. Nó biến về cái chết mẹ luôn á, thằng tắt máy luôn. Bây giờ có người nó sợ đây, tôi này trưởng. Ừ, có đi Nam ơi, bây giờ sao đây? Trưởng, tôi nè. Cái đồ này biết luôn nè. Tôi đang ở trường này luôn á. Vậy là còn đang ở đây á. Trưởng, mày giấy đầu á không? Bây giờ sao đây anh trưởng? Nó đang ở đâu nhỉ? Mà ủa, nhà hồi nãy em dắt cái ghế chỗ kia mà sao nó ngã xuống rồi? À, đó à? Nguyên ơi, mày đừng có làm vậy Nguyên ơi. Nguyên ơi. Nguyên ơi, mày đừng có hôn người ta Nguyên ơi. Tao không có ý đâu Nguyên ơi. Ném ơi, bây giờ sao ném ơi? Nó đập cái ghế. Nó sợ lắm ơi. Nó đau nóng nước mẹ mày luôn á trường. Ui, tao đun luôn này Nam ơi. Sợ quá đi. Nó giết mình luôn á. Bọn mày biến cách cho tao đi. Mày sao đây? Quyên ơi, bây giờ mày ngồi lên cái ghế đi Quyên ơi, tao cố làm phép thử mày có biến hình lại không? Ừ. Tao có đi vô làm phép thử nam, anh thử thôi có được lại không? Quyên ơi, nếu mà đang có công linh ở đây mày về mày ngồi lên cái ghế lại đi Quyên ơi. Quyên ơi, nếu mà đang nghe công linh của tao nói thì mày về chỗ cái ghế mày ngồi lại đi Quyên ơi. Tao đâu rồi? Tao đâu nè? Quyên ơi, bỏ cái thử chà thử thôi. Biết đâu nó ngồi vô rồi á. Anh nghĩ là nó còn ở trong phòng đấy thôi chứ không có đi đâu. Thử. Ủa, đúng không em? Bây giờ nó là cái vong hồn mày đặt mày có làm gì nó cũng không có đau, không có biết gì đâu. Không đổ, biết gì đâu, có nó đau đâu. Đau chứ. Đây cái phòng hơi bị hồn mày. Đừng có làm vậy. Nó bị tổn thương tinh thần, nó đang sợ mà. Đừng có làm vậy. Vô đây. Tôi biết là để lên trà lại đi, cứ để lên trà. Nếu mà lỡ có cái bông nó ở đây thì trà được không? Trà đợi đi, trà đợi đi. Cái gì quái gì? Lõng lan con thang con thẹt, lõng tan con mặn. Lõng lan con thẹt, lõng tan lõng thẹt, lõng tan con thẹt. Con thang con thẹt, con thang con thẹt, con thang con thẹt, con thang con thẹt. Lõng con thẹt, lõng con thẹt, ba lăng con con thẹt lõng. Huy chít. Ủa? Huy này. Đi đâu sớm giờ vậy? Tôi đi đâu sớm giờ vậy? Biết nhớ lắm không? Biết nhớ lắm không? Mình đi đâu sớm giờ vậy? Tôi nói lại đáng chứ không? Tôi không đi chỗ này luôn á. Sao mày giống con điên vậy? Tụi bay lùn với tao bắt tao chứ không điên á. Mày lấy ghế tao chọi, tụi bay không thấy à? Tao quýnh mày mà cũng ngay luôn. Nhớ quyền quá. Tụi quyền mất rồi chứ. Quyền tao biến hồn luôn á. Được quá. Anh mày lại được công. Tao quýnh luôn. Tao lấy ghế, lấy người tao chọi, tao quýnh bọn mày như cao như bọ mà bọn mày không thấy vậy? Nhớ nhớ giọng quyền. Nhớ giọng quyền lắm luôn á. Ui. Số máy này. Số máy à? Số máy. Số máy. Số máy. Ồ, còn tới. Mấy cái cô hỏi nhé. Chấm nhận mày làm gì? Số nhà tao đúng khắp mẹ tụi bay, tao vô tụi bay tao quýnh rồi tao đi lấy ghế tao chọa rồi bọn em thấy à? Cho mà mấy người đi theo chơi á. Ý là mày có đi làm gì không? Không. Tao ngồi đây nè, tao quằn dưới đây nè, tao không mở cửa. Không. Nhưng sao kêu không nghe ta? Ừ, sao kêu mà không nghe? Sao nghe đừng có đầu. Cái lúc mà tao kêu mày hát, mày có hát không? Có. Hát cái gì? Bác kim thon nè. Cậu bé đi. Lúc mà kêu mày hút thuốc á, mày có hút không? Tao định hút chứ mà kêu mày không thấy hút, cho tao ghét không hút luôn. À. Thôi. Nhiều khi lúc đó nếu mà mày đốt lên là tao tụi tao mới thấy được á. Cậu bé thấy thiệt hả? Hình như đừng thông, hình như nghe nói là mày biểu hót thì họ không hót thì mình mới nghe. Ui sợ quá đi. Chứ họ không hót thì mới nghe. Đừng có chơi mấy cái này nữa, sợ Quyên ơi. Thôi tưởng mắt mày luôn á. Thôi. Tụi bay đi.
bên đang có chỗ. Ui cái tay nó lạnh nè. Đúng từ 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 cõi âm biệt nó lạnh nè. Ui quá. Đi về. Đúng rồi. Về đi. Nè, đeo mấy cái này vô này chứ đi. Ừ, đeo mấy cái này vô là không có làm được. À Phật, có Phật rồi người ta đỡ. Tại sao đừng có mở cái này của tôi lên nè. Sợ mà chết chứ. Ui sợ quá đi. Biến mất. Sợ quá luôn á Nam ơi. Thôi đừng bóp gì chai vậy nữa nghe. Đừng có chơi mấy cái đó nữa nghe. Anh đừng có chơi quen nữa nghe. Ừ. Mọi người thấy sao mọi người? Thấy cái độ ngu của ông Viên nó ngu dễ sợ không? Ngu vậy? Ngu kia hồi nãy thảo mày không kêu nó đưa tiền. Ừ, hồi nãy thảo mày mà kêu nó đưa tiền là nó đưa luôn á. Tại sao vậy? Ngu quá đi, tự nhiên không nhớ ra gì hết. Thế là tao thấy nó cũng tội nghiệp. Trời ơi, sao hồi nãy mình lại dùng ô mấy cái nữa. Ừ, hồi nãy nó có hung anh không mày? Mấy mày hả? Thế mấy mày hả, kêu hung rất rõ không rồi đâu. Bây giờ mình mà diễn mình mà kiểu làm quá là nó lộ. Nè, bây giờ nó bỏ rồi. Đúng rồi, cha mà nãy tao với nó phải mút lử. Thôi clip đến đây là kết thúc rồi nha mọi người. Mấy bữa nay mình gây sự chú ý với nó cũng khá là nhiều rồi đó, nhưng mà chưa được ăn chổi luôn á nè mày. Vâng, không biết bữa nay nó yêu mình rồi. Biết sao mấy bữa nay nó không đánh mình ta? Chắc nó chưa phát hiện ra á. Bỏ đằng nó mày ngu á. Để coi clip tiếp theo tao sẽ kiếm một cái lý do gì đó để mà ăn vài cái chổi rồi đã chứ. Tao nói sống ở trong cái cảnh này mà không có được ăn chổi là tao chịu không đó. Người thấy nó nhạy nhụa lắm. Thôi tạm biệt tất cả mọi người nha, clip này là kết thúc rồi. Mình làm clip coi để giải trí, để cho vui thôi nha. Nếu mọi người coi mà thấy nó giải trí, thấy nó vui, thấy nó hài thì bấm đăng ký kênh ủng hộ tụi mình nha, bấm like ủng hộ tụi em nha. Bây giờ thì tạm biệt tất cả mọi người, yêu mọi người, bye bye.